Chào các con, ở những bài giảng trước chúng ta đã tìm hiểu về các loại hình lăng trụ đứng. Ngày hôm nay cô giới thiệu tới các con về hình chóp đều và hình chóp cụt đều. Trước hết chúng ta tìm hiểu về hình chóp. Hình chóp SABCD là hình có minh họa như ở phía bên phải các con thấy. Hình này thì bao gồm mặt đáy là một đa giác. Trong trường hợp này thì nó là tứ giác ABCD. Mặt bên của hình chóp là các tam giác có chung một đỉnh và đây chính là đỉnh của hình chóp. Mặt bên đây và đỉnh chính là đỉnh S. Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt đáy được gọi là đường cao. Độ dài của nó được gọi là chiều cao của hình chóp. Đó là một số đối tượng cơ bản về hình chóp. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu sang hình chóp đều. Cô lấy minh họa một số hình chóp đều dưới dạng mô hình 3D. Đây là một hình chóp tứ giác đều. Các con có thể nhìn các góc của hình này để nhận xét về những đặc điểm của nó, là mặt bên là những tam giác như thế nào, mặt đáy ra làm sao. Các con có thể nhìn ở rất nhiều góc độ. Đây chính là mặt đáy này. Đó, sau khi quan sát thì các con sẽ có thể rút ra được một số kết luận. Đây là hình chóp tam giác đều. Cô sẽ xoay theo hướng này để các con có thể quan sát được mặt phẳng đáy. Tiếp theo là hình chóp lục giác đều, tức là mặt đáy của hình chóp này là một tứ giác có 6 cạnh bằng nhau. Từ đây chúng ta suy ra hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Đây chính là hình vẽ minh họa hình chóp tứ giác đều. Mặt đáy khi đó sẽ là một hình vuông, mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Đây chính là cạnh bên, đỉnh S. Trên đường cao H là tâm của đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy. Chúng ta thấy ngay H là tâm của hình vuông, vậy thì nó sẽ là tâm của đường tròn đi qua 4 điểm ABCD. SH sẽ được gọi là chiều cao của hình chóp này. Một khái niệm mà các con phải nhớ đó là đường cao vẽ từ đỉnh S của mặt bên của hình chóp đều được gọi là trung đoạn của hình chóp đó. Đây chính là đỉnh S. Ví dụ như cô vẽ đường cao của tam giác SAD chính là SI, thì khi đó SI được gọi là trung đoạn của hình chóp đều này. Ta thấy được ngay là đối với hình chóp tứ giác đều thì chúng ta có 4 trung đoạn. Từ đây kẻ vuông góc xuống cạnh này, rồi cạnh này và cạnh AB nữa. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu sang phần 3 là hình chóp cụt đều. Các con hãy chú ý vào hình vẽ sau đây. Cô có hình chóp SABCD như thế này. Sau đó thì cô dùng một mặt phẳng song song với đáy, cắt hình chóp này, tách ra thành hai phần và lấy phần ở phía dưới. Khi đó phần mà chúng ta đã lấy được gọi là hình chóp cụt đều. Cụ thể đây là hình vẽ minh họa cho một hình chóp cụt đều. Chúng ta có cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáy. Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó với mặt phẳng đáy của hình chóp được gọi là hình chóp cụt đều. Tiếp theo, chúng ta thấy rằng mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là một hình thang cân. Rất rõ ràng. Như vậy là bài giảng ngày hôm nay cô đã giới thiệu tới các con về hình ảnh của hình chóp đều và hình chóp cụt đều. Bài giảng tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp đều. Hẹn gặp lại các con!